Kính thưa quý vị, sau một giờ đồng hồ, sau có 15 phút mở máy thôi, đến bây giờ là căn nhà Yến này Phú Thiện tôi đã mở máy rồi. Thì chỉ sau 15 phút thì tôi quay lại để quay video cho quý vị tham khảo. Và đây là sau một chút đồng hồ thôi, thì khoảng mười mấy phút đồng hồ thôi. Bây giờ tôi có dịp tôi quay lại cho quý vị coi cái khi mỗi buổi chiều tối và sau khi tôi mở máy cái nhà Yến này. Thì thực sự với quý vị là tôi cũng thực sự cáo lỗi là rất là nhiều, tôi mở máy rất nhiều các căn nhà Yến nhưng mà tôi chưa có cơ hội để tìm gặp với quý vị để xem cái căn tôi mở máy đầu tiên. Và hôm nay tôi cũng rất cởi mở và tôi có một cái video là tôi mở căn nhà Yến này, mở máy đầu tiên để cho quý vị tham khảo rằng là cái phản ứng của con chim khi nhà được mới mở máy nó như thế nào. Đó là chúng tôi làm là như vậy đấy thưa quý vị. Và tôi cũng quay cố gắng ít phút thôi, không có thời gian. Nhưng mà quý vị có cảm thấy nếu mà nhà quý vị mà được làm như thế này, quý vị cũng cảm thấy yên tâm một phần nào đó. Vâng, nó chui ra chui vào đấy. Nó phải vui chui ra chui vào như là chảy hội á. Như thế, vâng, đấy nó cứ chui như vậy đấy thưa quý vị. Nó có hai cửa nổ thì nó vào cái này, hai cửa nổ vào. Và đấy thưa quý vị, tôi cũng phải hét ông ánh nắng mặt trời ra không nó chóa quý vị không nhìn thấy. Vâng, nhà Yến chỉ thế vài cái này thôi, đơn giản thôi, không có gì cả. Và mở máy mà chim nó cứ lè phè thế này được, rồi nhảy ra nhảy vào này là tốt rồi, không còn mong ước gì hơn nữa. À, đấy quý vị cũng thấy rồi. Tôi gắng quay khoảng tầm 5 phút đồng hồ thôi để tôi đưa lên YouTube cho quý vị tham khảo tôi làm một cái căn nhà mới như thế này. Đấy. Năm 20 là được rồi, không cần gì phải làm to làm chi cho mệt. Thưa quý vị, nếu mà năm 20 quý vị đạt làm đạt thì nó cũng đủ cho quý vị có cái sổ hưu rồi, không nhất thiết phải làm to đâu. Và đấy chim bên kia nó lỗi bên kia nó cứ vào ra vào vậy quý vị. Năm 20 là có sổ hưu rồi, không nhất thiết là phải làm to đâu thưa quý vị. Để nó cứ chui vào, nó cứ rút rút chui chui như thế đấy thưa quý vị. Và mỗi lúc thì đến càng nhiều thưa quý vị nha. Đấy, đến mà nó vào nó vui này, vui cửa vui nhà tuyệt vời luôn. Căn nhà Yến này được tôi từ tư vấn thiết kế, ông chủ nhà xây dựng tôi làm kỹ thuật, nó rất thoải mái kể ông chủ cũng như là ông kỹ thuật được sự lựa chọn ngay từ đầu, nên tôi nghĩ rằng nó sẽ ok thôi. Và đầu xuôi thì đuôi nọt, thuận buồm thì xuôi gió, chủ nhà mà vui thì kỹ thuật cũng vui. Đấy, thì mọi sự nó đều hanh thông cả, mọi sự nó sẽ là tuyệt vời. Và người đây, đấy, quay cho quý vị coi. Đấy, chim nhảy ra nhảy vào, tôi quay 5 phút thôi quý vị. Đấy, không có thời gian. Quay 5 phút thôi. Nếu mà tôi có thời gian thì tôi sẽ ở đây vào buổi tối khoảng tầm 5 giờ cho đến 5 rưỡi thì tôi quay sẽ được những thước phim đẹp hơn thế này rất nhiều thưa quý vị. Và đấy, chui ra chui vào như vậy. Đấy, lượn nhau rồi, lượn như cá cảnh.
Bây giờ nó là hơn 5 phút rồi. Tôi cũng xin phép cáo lỗi quý vị không thể quay video được kế tiếp nữa. Chúng tôi hẹn quý vị bằng video clip lần sau. Xin hãy chào tạm biệt quý vị.